rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, hello, hello everybody, welcome to Heo VKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì hôm nay chúng ta đến với một con game đó là Tân Ngữ Kiếm ha. Bản này là Phi Gamê, Phi Thâu Gamê nha. Ok, bây giờ tạo nhân vật khác thôi, mới test lại. Tại vì bản này trước là bản thành viên web, nhưng mà lâu lắm rồi. Hôm nay xe ra Phi luôn ha. Anh em nào muốn biết cái bản này thì có thể vào cái cái phần thành viên web ở trên web của Heo ha, thì sẽ thấy trước có xe rồi. Anh em nào có chơi rồi thì biết ha, bản này cũng khá là mượt. Ok, đứng đây để lên tắt tiếng coi, không nhớ là tắt âm thanh ở đâu đây. Không phải đây rồi, đâu đây nè. Đầu phòng đâu rồi ta, âm thanh nằm đâu. Đây, âm thanh trên này ha. Ok. Bị thiên địa chi loạn, yên vạn sự hồng trần. Ok, yên yên gì không biết. Rồi bây giờ Heo sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên chút nha. Ok, sau khi chạy nhiệm vụ chính tuyến xong thì chúng ta sẽ được một con ngựa. Một con ngựa rất là đẹp. Chúng ta có thể bấm auto cho nó tự nâng cấp. Bây giờ Heo sẽ... Mà thôi, khỏi. Nó nâng cấp rất là lẹ luôn các bạn. Chung auto mà nó gần tới đó là nó tự lên nè. Đó, thú cưỡi quá là đẹp luôn. Tiên nhân phù hóa đỉnh, chế phà, sâu trường sinh. Rồi ok, bây giờ mình đi nạp tiền ha. Làm nhanh gọn luôn, tại vì game này quá là quen đối với các bạn rồi, còn không còn gì là xa lạ nữa. Thậm chí là những anh em mà thành viên web thì đã chơi con này gần như là nát rồi. Ok, rồi mã GM ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chọn dưới này. Chúng ta chọn tài khoản gì à? Hồi nãy là nhập tài khoản gì quên mẹ nó tên luôn rồi. Nhập tài khoản ha, chứ không phải là nhập cái tên nhân vật đâu. Để thử cho tên nhân vật cho bạn coi. 2, 3, 4, 5, 6. 6 đi. Ở trước là mình phải review cách xuống hàng vậy nè nha. Nhớ nè nha các bạn, mẫu nè. Đó, vai trò không tồn tại ha. Cả nhà một mà đâu có được đâu. Bởi vậy nên bây giờ chúng ta là phải nhập ha. Cả nhà yêu yêu. Này là cái tên tài khoản này nha các bạn. Bấm nạp, nạp đi. Đó, nạp thành công. Đó, thư đã tới luôn, rất là lẹ luôn các bạn. Đây, Kim Nguyên Bảo. Ở đây nè, trên nè, đầu phòng. Kim nạp vô nằm đâu rồi? Đây, đây nè các bạn. Làm lại lần nữa ha. Kim nạp cũng khá là nhiều. Tự nó vô luôn nha các bạn. Đó, nè nó vô nè, đó các bạn thấy không? Rồi ok, như vậy là chúng ta đã nạp thành công. Còn ở dưới là cái gì ta? Các mục xí xô, xí xào gì nè, thử coi. Đó, gửi luôn, thành công luôn, full thâu luôn cho các bạn nha. Đây, dài giấy gì tùm lum nè các bạn. Rồi cứ vậy mà chúng ta thâu ha. Đây là ngọc tử cấp 5 gì nè, thử coi. Số lượng 1 nó sẽ vào gì à, quên gì. Cả nhà yêu đây nè,
lộn ha, chúng ta phải để cái dấu gạch dưới đó. Nhớ nha các bạn, là trước cái tên tài khoản là chúng ta phải có cái này nha. Còn vào game thì nó hơi lâu. Đó, vô rồi nè. Rồi tiếp ha, ở dưới thì chúng ta cũng còn khá nhiều đồ để chúng ta thâu được nè. Đó, như là gì, vinh dự chéo. Rồi đây, vinh dự chéo nè, 500, làm thử một cái coi. Thâu xong rồi chúng ta ngồi chờ ha, chờ cho nó vào, đó, đây là thành công ha. Quét nó hơi lắc nhỉ. Rồi, ở trên này là chúng ta sẽ chờ tiếp. Khổ lắm, chờ mòn mỏi luôn. Rồi chúng ta làm nhiệm vụ tí đi, chờ nó cũng khá là lâu. Full VIP 15 ha, đó, full thâu. Em muốn thâu cái gì thì thâu. Sơn chuan cao mu, chia kè miao mu. Wei yu ren xin, suy nan ru hoa. Ở đây là có công đức, tỷ lệ nạp xu cái gì, tại là em học me. Lai trở chi sư khơ. Phúc cân nữa nè. Hoan dữ. Nó vô một nồi nữa nè các bạn. Đây, đó, bây giờ nó vô nè. Nó hơi bị chậm các bạn, chán vậy hả? Đó là anh em kiên trì ha. Thâu nó hơi bị lắc với lại nó vào game hơi bị chậm. Lại trở chi sư khơ. Hoan dữ. Là có tiền mà mua tuốt hết chứ, mua được không? Không mua được hả? Cậu bọc trong shop có bán gì không ta? À, cái này không phải shop, cái này level. Đây, hồi nãy thâu được một mớ đồ nữa. Sao nó không vô ta? Thú cưng gì nè. Rồi thú cưỡi, sức sống, rồi công đức, thiết bị, tinh xác, rồi uy tín. Gì núi nâng cao, rồi gì linh hồn, Tây An gì nè, tùm lum hết à. Đó, anh em muốn chơi gì thì xuống phòng miêu tả tải về ha. Full thâu luôn cho các bạn nè, đó. Thổi gì tùm lum hết nè, quá trời nè. Đá quý, né tránh, công đức gì cấp 10. Ngọc nảy, ngọc 7, ngọc 8 gì nè. Rồi, ok ha. Rồi, game hay sẽ để dưới phần miêu tả cho các bạn nha. Đó, lên được con rồng ha. Thì phi luôn quà nạp này nọ, nói chung là full thâu gầm ấy rồi. Cái này không cần phải nói nữa rồi ha các bạn. Đó, quà VIP nè, quà VIP nhận phi luôn nè ha. Full mà, full VIP luôn, full VIP 15. Có rất là nhiều đồ giá trị các bạn ơi. Đó. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Thú cưỡi mát ha, mát thú cưỡi là lên con rồng nè, đó. Rầm 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 rầm. Bay tới cho nó lẹ. Rồi ok ha, link em sẽ để dưới phần mô tả, anh em nào chơi thì tải về chơi ha. Rồi ok, bye bye, chào tụi mình các bạn, nhớ like và share nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nha các bạn. We'll be right back.
Còn anh em nào đó quá trời gì nè. Rồi ok ha, cứ vậy mà làm ha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Bây giờ thì chơi game nào. Thank you.
Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the I'll take you.